Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phạm Thu Trang, giảng viên thuộc bộ môn tài chính ngân hàng. Như các bạn đã biết thì tôi sẽ cùng các bạn trong 15 tuần tiếp theo đây tìm hiểu về môn nghiệp vụ ngân hàng 2. Khác với môn nghiệp vụ ngân hàng 1, môn nghiệp vụ ngân hàng 1 là môn học chung cho 3 ngành QKD, QKT và TCH. Thì môn nghiệp vụ ngân hàng 2 này chỉ được thiết kế riêng cho các bạn học ngành tài chính ngân hàng. Hay nói cách khác thì môn này là môn chuyên ngành của các bạn. Và môn học này sẽ gồm 5 tín chỉ, tương đương với 75 tiết. Các bạn sẽ có 45 tiết được học ở trên lớp và 30 tiết được dành ra để viết đồ án. Về mục tiêu môn học thì môn học này sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ ngân hàng thương mại như là quy trình tín dụng, phân tích và thẩm định tín dụng. Từ đó chúng ta sẽ ra được các quyết định về tín dụng. Và đồng thời chúng ta sẽ học tiếp về các nghiệp vụ mà chưa được học ở trong môn nghiệp vụ ngân hàng 1. Như là nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá, nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng hay là nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu. Sau khi học phần này thì người học có thể dễ dàng tiếp cận với môi trường làm việc tại các ngân hàng thương mại, có khả năng ứng dụng các kiến thức đã học trong công tác thực tiễn tại các đơn vị thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng. Về đánh giá học phần thì như các môn học khác thì môn này cũng sẽ gồm 2 điểm là điểm X, điểm đánh giá quá trình và điểm Y là điểm đánh giá cuối kỳ. Và hai điểm này thì có trọng số tương đương nhau là 50%. Và trong điểm X thì chúng ta sẽ gồm 3 đầu điểm, điểm X1, điểm X2 và điểm X3. Điểm X1 là điểm đánh giá chuyên cần là chiếm 5% tổng số điểm. Điểm X2 là bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 15% số điểm. Và trong điểm X2 này thì không có nghĩa chỉ là có một bài kiểm tra giữa kỳ, chúng ta có thể có từ 1 đến 2 bài kiểm tra giữa kỳ, hoặc là bài tập tình huống, hoặc là bài tập làm nhóm, vân vân. Và điểm X3 là điểm đồ án môn học chiếm 30% tổng số điểm. Về đồ án môn học thì sau khi chúng ta đi học trở lại tại trường thì tôi sẽ gửi cho các bạn bảng hướng dẫn chi tiết viết đồ án, đồng thời thì sẽ có một buổi để hướng dẫn các bạn viết đồ án cũng như là chữa cho các bạn cái đồ án này để cho các bạn đạt được cái thành điểm cao nhất cho bài đồ án. Và cuối cùng là điểm đánh giá cuối kỳ là bài thi kết thúc học phần. Và theo quy định của nhà trường thì cả hai điểm X và điểm Y của các bạn đều phải lớn hơn 4. Và điểm Z cũng như đó thì điểm Z cũng sẽ phải lớn hơn 4. Về tài liệu tham khảo thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cuốn nghiệp vụ ngân hàng thương mại giống như là môn nghiệp vụ ngân hàng 1 của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Kiều của Nhà xuất bản Lao động năm 2014. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Chương 1 là chương giới thiệu chung về ngân hàng thương mại và các cái nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Thì cái chương 1 này thực chất ra là chúng ta chỉ là nhắc lại, ôn lại những cái thuật ngữ, những cái kiến thức mà chúng ta đã học được ở trong môn nghiệp vụ ngân hàng 1. Trong nội dung chương 1 này chúng ta sẽ có 4 phần. Phần đầu tiên là tìm hiểu về lịch sử, hình thành và phát triển của ngành ngân hàng thế giới. Phần thứ hai sẽ tiếp tục tìm hiểu về khái niệm và bản chất của ngân hàng thương mại. Phần thứ ba tìm hiểu về chức năng và phân loại ngân hàng thương mại. Và cuối cùng phần thứ tư sẽ tìm hiểu về tổ chức và bộ máy của ngân hàng thương mại. Về lịch sử, hình thành và phát triển của ngành ngân hàng thế giới thì có thể được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là trước thế kỷ thứ 5 sau công nguyên. Giai đoạn 2 là từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 17 sau công nguyên, giai đoạn 3, giai đoạn từ thế kỷ 17 đến thế kỷ thứ 20. Ở giai đoạn đầu tiên thì vào khoảng 3.000 năm trước công nguyên thì hình thức ngân hàng sơ khai đã được nhiều nhà sử học cho rằng đã hình thành trước khi con người phát minh ra đồng tiền. Ban đầu thì tài sản được gửi tại những cái ngân hàng sơ khai này là các loại ngũ cốc, sau đó là gia cầm, nông sản rồi đến các cái kim loại quý như là vàng. Và đền thờ được cho là nơi an toàn nhất để cất trữ tài sản, bởi vì đó là những cái công trình được xây dựng kiên cố, thường xuyên có người tới hành lễ. Như vậy xét về mặt tâm linh thì ngay cả những tên trộm táo tợn nhất cũng có ý tránh những cái chốn linh thiêng này. Tại Ai Cập và Lưỡng Hà thì vàng được gửi vào những cái đền thờ, nhưng khi mà những cái tài sản quý giá này lại ngủ yên trong đó, trong khi ở bên ngoài xã hội thì các nhóm thương nhân và hoàng tộc lại rất cần sử dụng chúng. Các nhà khoa học khảo cổ đã tìm được những cái tàn tích cho thấy tới đầu thế kỷ thứ 18 trước công nguyên, thầy tu trông giữ đền thờ bắt đầu cho các cái nhà buôn mượn những cái tài
tài sản cất giữ trong đền. Như vậy thì những cái nhà thờ trong cái thời điểm này đã thực hiện được hai cái chức năng chính của ngân hàng, đó chính là nhận tiền gửi và sau đó là dùng cái, những cái tài sản này mang đi cho những thương nhân vay. Thì đây là khái niệm ngân hàng bắt đầu được ra đời từ đây. Sang đến giai đoạn tiếp theo là giai đoạn từ thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 17 trong sau công nguyên. Thì trong lịch sử phát triển thì ngành ngân hàng cũng đã trải qua rất nhiều bước thăng trầm. Ngành này được phát triển từ những cái 3.000 năm trước công nguyên cho đến thời kỳ Trung Cổ thì ngành ngân hàng đã bị đình đốn do sự sụp đổ của đế chế La Mã. Thì đến thời kỳ Phục Hưng thì ngành này đã được phục hồi và phát triển khá mạnh. Số lượng các cái tổ chức kinh doanh tiền tăng thêm, nhiều nghiệp vụ mới được áp dụng như là nghiệp vụ thanh toán bằng thương phiếu, thanh toán bù trừ, nghiệp vụ bảo lãnh cho vay và thanh toán. Một số tổ chức kinh doanh tiền được xuất hiện trong thời này đã mang dáng dấp kiểu của ngân hàng hiện đại như các ngân hàng ở Florence, Ý hoặc là ở Tây Ban Nha. Loại hình ngân hàng hiện đại thực sự xuất hiện vào thế giới vào thế kỷ thứ 17 với việc thành lập những cái ngân hàng như ngân hàng Amsterdam vào năm 1609 ở Hà Lan, ngân hàng Hamburg vào năm 1619 ở Đức và ngân hàng Anh Quốc vào năm 1694 ở Anh. Hoạt động của các ngân hàng này nhìn chung là tương tự nhau, chúng đều là những cái ngân hàng đa năng tiến hành các nghiệp vụ tiền gửi, chiết khấu, cho vay, phát hành giấy bạc, đổi tiền và chuyển tiền. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng lại là một vương quốc riêng và chưa tạo thành một hệ thống có mối liên hệ chặt chẽ. Sang đến giai đoạn thứ 3 là từ thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ thứ 20. Thì tại thời điểm này thì hoạt động lưu thông hàng hóa đã được mở rộng và phát triển cả về quy mô lẫn phạm vi. Trong bối cảnh ấy thì các ngân hàng phát hành nhiều loại giấy bạc khác nhau làm cản trở quá trình phát triển của nền kinh tế. Chính vì thế đòi hỏi sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động của ngân hàng. Lúc này hệ thống ngân hàng được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là gồm các ngân hàng được phép phát hành tiền hay còn gọi là ngân hàng phát hành. Và nhóm thứ hai là gồm các ngân hàng không được phép phát hành hay còn gọi là ngân hàng trung gian. Đến đầu thế kỷ thứ 20 thì nhà nước chưa có điều kiện can thiệp vào hoạt động kinh tế thông qua tác động của tài chính tiền tệ, nên việc phát hành tiền tệ đều do các ngân hàng thuộc sở hữu tư nhân. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế và từ năm 1929 đến năm 1933 đã bắt buộc nhà nước tăng cường hơn nữa việc can thiệp của mình vào lĩnh vực kinh tế. Cụ thể là nhà nước đã nắm lấy ngân hàng phát hành để điều tiết các hoạt động kinh tế vĩ mô bằng cách quốc hiệu hóa các ngân hàng phát hành hoặc là thiết lập các ngân hàng phát hành thuộc sở hữu nhà nước. Đến giữa thế kỷ 20 thì bắt đầu xuất hiện tiến hành cải biến ngân hàng phát triển thành ngân hàng trung ương. Kể từ đấy, hệ thống ngân hàng được cấu thành bởi hai bộ phận chính là ngân hàng trung ương và ngân hàng trung gian. Chúng ta sang cái phần tiếp theo của bài học, đó chính là ôn lại những cái khái niệm, những cái bản chất của ngân hàng thương mại. What is a bank? Thế nào là một ngân hàng? Theo những cái quyển textbook về tài chính thì họ định nghĩa là một ngân hàng là một tổ chức tài chính có nhiệm vụ nhận tiền gửi và từ đó tạo ra những khoản cho vay, những khoản nợ. Thì ngân hàng còn cung cấp những cái dịch vụ tài chính khác. Từ bank trong tiếng Anh thì được mượn từ từ banco trong tiếng Ý, có nghĩa là ghế dài. Và thời xưa khi mà những cái chủ nhà băng đầu tiên ở Ý, khi mà họ làm việc thì họ sẽ ngồi trên những cái ghế dài ở giữa chợ. Và những cái ghế dài này thì được gọi là banco trong tiếng Ý. Và trải qua thời gian thì từ banco đã phát triển thành từ bank trong hiện nay và có nghĩa là ngân hàng. Ngân hàng là một tổ chức tín dụng. Và ở tại Việt Nam thì hệ thống các cái tổ chức tín dụng thì bao gồm ngân hàng này, các cái tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các văn phòng đại diện của họ. Tổ chức tín dụng thì là một doanh nghiệp thực hiện một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Trong đây thì ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động của ngân hàng và các cái hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật các tổ chức tín dụng nhằm mục tiêu để lợi nhuận. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng thì là loại hình tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của luật tổ chức tín dụng. Như vậy, đây chính là cái điểm khác nhau cơ bản giữa ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Đó là ngân hàng thì được thực hiện tất cả các hoạt động của ngân hàng.
Còn tổ chức tín dụng phi ngân hàng thì chỉ được thực hiện một hoặc một số hoạt động của ngân hàng. Và tổ chức tín dụng ở đây thì họ không được nhận tiền gửi cá nhân và cung ứng các cái dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng thì bao gồm có thể là các công ty tài chính, các công ty cho thuê tài chính và các cái tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. Từ đây chúng ta có cái định nghĩa của ngân hàng theo luật các tổ chức tín dụng. Theo điều 4, khoản 4, luật các tổ chức tín dụng có quy định thì ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động của ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận. Và đồng thời theo như luật này thì họ cũng định nghĩa là hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác ở đây là huy động vốn cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chiết khấu, bao thanh toán, cho thuê tài chính, thấu chi, cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng và cung cấp mọi dịch vụ ngân hàng khác. Như vậy ta có thể tóm gọn lại các cái hoạt động kinh doanh của ngân hàng thành 3 nhóm. Đầu tiên là nhận tiền gửi, cấp tín dụng và cung ứng các cái dịch vụ thanh toán qua tài khoản. Nhận tiền gửi là hoạt động nhận tiền của tổ chức cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, này, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm hoặc là phát hành các cái chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc là có hoàn trả đầy đủ tiền gốc và tiền lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận đã định ban đầu. Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc là cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng các cái nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các cái nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản là việc cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán xếp, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các cái dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng. Chúng ta sang phần thứ 3 của bài học là chức năng của ngân hàng thương mại. Thì ngân hàng thương mại có 3 chức năng quan trọng, đó là chức năng trung gian tài chính, trong đó là trung gian tín dụng và trung gian thanh toán, chức năng tạo tiền, tạo ra bút tệ và cuối cùng là chức năng sản xuất, là chức năng mà ngân hàng cung ứng các cái dịch vụ ngân hàng để thỏa mãn những cái nhu cầu của khách hàng. Về chức năng trung gian tài chính thì ngân hàng thương mại là cầu nối giữa người thừa vốn và người thiếu vốn. Và chức năng này đã đem lại cho các cái chủ thể tham gia như sau. Đối với khách hàng là người gửi tiền thì họ sẽ thu lợi được từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mình dưới hình thức tiền lãi, an toàn tiền gửi và tiện ích. Đối với người đi vay thì giúp cho các cái chủ thể trong nền kinh tế thỏa mãn cái nhu cầu tạm thời thiếu hụt vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời tiết kiệm chi phí, thời gian, tiện lợi, an toàn và hợp pháp. Còn đối với ngân hàng ở đây thì chức năng này là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển ngân hàng thông qua lợi nhuận từ việc chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi. Đồng thời nó là cơ sở để ngân hàng tạo bút tệ, góp phần tăng quy mô tín dụng cho nền kinh tế. Đối với nền kinh tế nói chung thì chức năng này giúp điều hòa vốn tiền tệ từ nơi tạm thời dư thừa đến nơi tạm thời thiếu hụt, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời là thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Ngoài chức năng trung gian tài chính thì ngân hàng thương mại còn có chức năng tạo tiền, tức là chức năng sáng tạo ra bút tệ để góp phần gia tăng khối tiền tệ phục vụ cho nhu cầu chuyển và phát triển nền kinh tế. Thì hai chức năng trung gian tài chính và chức năng tạo tiền là hai chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại. Và trong những năm gần đây thì nhiều nhà quản trị ngân hàng đã đề cập đến chức năng sản xuất của ngân hàng thương mại, bao gồm việc huy động và sử dụng các nguồn lực để tạo ra sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế. Tuy nhiên thì chữ sản xuất ở đây được hiểu theo nghĩa kép vì còn có thể có nhiều tranh cãi chưa thống nhất. Rồi sang phần tiếp theo và phần cuối cùng của bài học là phần phân loại các cái nghiệp vụ của ngân hàng thương mại. Thì phân loại nghiệp vụ của ngân hàng thương mại chúng ta có hai cách phân loại. Một là cách phân loại dựa vào bảng cân đối tài sản và hai là cách phân loại dựa vào đối tượng khách hàng. Nếu như dựa vào bảng cân đối tài sản thì chúng ta có thể phân loại các cái nghiệp vụ ngân hàng thương mại ra hai loại, một là nghiệp vụ ngoại bảng và hai là nghiệp vụ nội bảng. Còn nếu như dựa vào đối tượng khách hàng thì chúng ta có thể phân loại các cái nghiệp vụ ngân hàng thương mại ra thành nghiệp vụ dành cho khách hàng cá nhân và nghiệp vụ dành cho các khách hàng doanh nghiệp. Dựa vào bảng cân đối tài sản thì chúng ta có thử tìm hiểu về nghiệp vụ nội bảng và nghiệp vụ ngoại bảng. Thì nghiệp vụ nội bảng là những cái nghiệp vụ được phản ánh trên bảng cân đối tài sản.
Các cái nghiệp vụ nội bảng có thể chia ra thành nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ tài sản có. Các nghiệp vụ tài sản nợ bao gồm các nghiệp vụ chủ yếu như là huy động tiền gửi từ khách hàng, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác, tiền gửi ngân hàng nhà nước và kho bạc nhà nước, vay các cái tổ chức tín dụng khác, vay ngân hàng nhà nước, vay bằng cách phát hành trái phiếu và kỳ phiếu. Còn nghiệp vụ tài sản có thì bao gồm các nghiệp vụ chủ yếu như là cho vay đối với khách hàng, đầu tư chứng khoán hoặc là cho vay các cái tổ chức tín dụng. Nghiệp vụ ngoại bạc là các nghiệp vụ không được phản ánh trên bản cân đối tài sản của ngân hàng thương mại, chủ yếu là các hoạt động dịch vụ và bảo lãnh ngân hàng. Cách phân loại nghiệp vụ ngân hàng dựa vào bảng cân đối tài sản là kiểu phân loại truyền thống phù hợp với mô hình ngân hàng cổ điển. Đối với một ngân hàng hiện đại, khi mà các nghiệp vụ ngoại bảng thường chiếm tỷ trọng lớn nhưng lại không được phản ánh trên bảng cân đối tài sản. Do đó chúng ta cần có một cách phân loại ngân hàng khác theo kiểu khác, không dựa vào bảng cân đối tài sản. Các ngân hàng thương mại hiện đại thường phân loại nghiệp vụ của mình dựa trên đối tượng khách hàng để từ đó dễ dàng có chiến lược tiếp cận và phục vụ khách hàng tốt hơn. Thì dựa vào đối tượng khách hàng thì chúng ta sẽ có hai loại nghiệp vụ là các cái nghiệp vụ đối với khách hàng doanh nghiệp và hai là các nghiệp vụ đối với khách hàng cá nhân. Đối với khách hàng doanh nghiệp thì ngân hàng thường có thể thực hiện các cái nghiệp vụ sau đây, ví dụ như là tiền gửi thanh toán này, thanh toán không dùng tiền mặt giữa các doanh nghiệp, thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ đối với doanh nghiệp, cho vay đối với doanh nghiệp, bảo lãnh đối với doanh nghiệp, kinh doanh và môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính. Còn các nghiệp vụ đối với khách hàng cá nhân thì ngân hàng có thể cung cấp các cái dịch vụ tiền gửi cá nhân, tiền gửi tiết kiệm, thẻ thanh toán qua ngân hàng, cho vay tiêu dùng, cho vay trả góp hoặc là cho vay kinh tế hộ gia đình. Để kết thúc bài học ngày hôm nay thì các bạn có thể lên kênh YouTube channel Kinh tế không kinh thế và để xem cái video của họ làm về sự tích ngân hàng. Đây là một cái video khá là ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu, có thể giải thích cho các bạn về thế nào là một ngân hàng và thế và ngân hàng hoạt động như thế nào. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì về bài giảng thì có thể liên hệ với cô theo email cá nhân hoặc là qua Facebook của group mà bạn nhóm trường Trần Tiến Đạt đã lập là nghiệp vụ ngân hàng 2 01/2019/2020.